cô đi làm nhá. Bố ở nhà xuống ngủ đi á. Thế bố ở nhà thì ai đi làm được? Mẹ Son à? Cho mẹ Son đi làm nhá. Ừ. Em ơi, mua bố. Thôi Su đi ngủ đi để bố đi làm. Bố ngủ đi. Thế bố ngủ với Su còn mẹ đi làm đúng không? Con sang con đuổi mẹ đi làm đi, hai bố con mình ngày nào ngủ. Bảo mẹ đi làm kiếm tiền. Đi đi. Ai phải đi làm kiếm tiền cơ? Ai phải làm kiếm tiền mua gạo, mua sữa. Ai cơ? Đi đi. Thì mình xin đi làm kiếm tiền mua gạo mua sữa. Thế còn bố thì sao? Bố ở nhà. Bố ở nhà ngủ. Mẹ chứ mẹ. Còn mẹ á? Mẹ ở nhà. Rồi, Su Su. Su Su ở nhà. Thế Su ở nhà với ai? Ở nhà với bố. Và bà nhìn giúp ba mẹ cho bố. Rồi ôi. Bà dùng cái chén bà cho mẹ. Rồi ôi, ở nhà nhiều thế. Mình ở nhà một chút thôi, xong rồi mình còn phải đi làm chứ. Đi làm mình kiếm gì? Kiếm gì á? Bố đi với bạn. Bố đi chạy cá cho đấy bố. Không ngủ á? Con biết mấy giờ rồi không? Anh rồi. 10:30 tối rồi. 10:30 đêm rồi á. Hôm nay bố mẹ cho con đi chơi, con có vui không? Điều. Hôm nay Su biến thành con gì đấy? Sợ thế. Biến thành cái gì nữa? Siêu nhân hồng luôn á. Trời ơi, mẹ sợ siêu nhân hồng lắm. Siêu nhân hồng có biết cắn người không con? Ui sợ thế. Siêu nhân hồng cắn người, khủng long cũng cắn luôn à? Ui sợ thế. Thế lúc đấy con đi đuổi theo ai đấy? Anh. Thế anh sợ không con? Sợ. Anh sợ anh như thế nào? Thế. Thôi đi ngủ đi nhá. Đi ngủ đi, bố đi làm nhá. Làm nhá mà. Đây là muốn còn mua sô-cô-la cho em ăn rồi nhá. Đưa cho chú đã rồi. Sao con? Tủ lạnh rồi, tủ lạnh không còn cái nào hết. Ôi sô cô la rồi con à. Tủ lạnh còn nhiều sô cô la cơ mà, sợ thật đấy. Lạnh hết sô cô la rồi. Tôi đây thì cho nhiều gì. Đâu đang đâu rồi, đâu đang đá. À, nhiều màu thế à? Hết tiền. Nhưng mà hết tiền mua sữa dâu tây cho con ăn uống rồi. Đúng rồi, bố phải đi làm còn mua sữa nữa mà. Không đi. Làm gì? Làm sao con? Nó bố bố đi. Trong bố làm cho go go đi bố. Nhưng mà bây giờ bố đi làm được không? Bố tháo cái này nha bố. Thì sao con? Bố tháo cái gì? Bố tháo gì bố? Tháo cái lưng á. Còn nhiều sô-cô-la. Bye bye em Lộc. Chúc em nhiều ngủ quá. Thường đấy. Con dù bố đi. À ơi đi con. À ơi đi muốn ngủ. Mẹ ngủ gì? Bố tuần. Ok.